Cái mỗi thì bò hơn, dịch vụ phục vụ kém hơn tất cả những mặt hàng khác, có nghĩa là lương thực tế thấp hơn thì người ta không vui. Cho nên cái nỗi sợ nhất của cái người làm công ăn lương là gì? Lương tăng mà giá lại tăng cao hơn. Thế thì đấy là vấn đề như vậy. Được rồi. Bữa nay nó dắp là đứng lại nha. Đồng chí đồng đội trong thực hiện cách rõ ràng này nha. Người nói để... Con nào cũng đinh rồi nha. Có 2 năm. Hotel is not busy that weekend. So why not? Well, that's good news, isn't it? Yes, it is. But the thing is, he wants to bán cho anh em 1.350.000. Oh yes. Triệu 3. Triệu rưỡi 3 phía, 1 triệu 3 này anh em trước nha. Em 1.8 luôn này. Coi cho. Có thứ ai em thì nó từ 500 tới 700 phút đây nha. Trong bài viết của một mình, mình không thể làm khoảng trước việc nha. Tắm bằng cánh hoa. Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn với chính mình. Rồi, ok anh em nha. Hôm nay triệu ba nha, anh em tự chịu xếp nha. Vào năm 2000